VN YouTuber xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, sau một loạt các tuyên bố và động thái ầm ĩ của Trung Quốc trên biển Đông thời gian gần đây, Việt Nam có vẻ đã có những hành động tăng cường khả năng tự vệ. Theo tin tức mới được truyền thông phương Tây công bố, Việt Nam đã bí mật tăng cường cho các đảo của mình ở Trường Sa các bệ phóng tên lửa di động. Hãng tin Reuters hôm mùng 10 tháng 8 đưa tin rằng, các nhà ngoại giao và các quan chức quân đội của phương Tây nói với Reuters rằng, tình báo cho thấy Hà Nội đã vận chuyển các bệ phóng từ đất liền ra các vị trí trên các căn cứ ở quần đảo Trường Sa trong những tháng gần đây. Các bệ phóng đã được ngụy trang để tránh các phương tiện giám sát trên không và vẫn chưa được trang bị vũ khí, nhưng có thể được đưa vào hoạt động với dốc két trong vòng 2 hoặc 3 ngày. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng thông tin này là không chính xác nhưng không nói thêm chi tiết. Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh phát biểu với Reuters vào tháng 6 tại Singapore rằng Hà Nội không bố trí bệ phóng tên lửa nào ở Trường Sa nhưng bảo lưu quyền thực hiện bất kỳ một biện pháp nào tương tự như vậy. Ông Vịnh nói, nó là quyền tự vệ hợp pháp của chúng tôi khi di chuyển bất cứ vũ khí nào của chúng tôi đến bất kỳ khu vực nào, ở bất kỳ thời gian nào trong vùng lãnh thổ có chủ quyền của chúng tôi. Động thái này được thiết kế để đối phó với các hành động xây dựng của Trung Quốc trên bảy bãi san hô trong quần đảo Trường Sa. Các nhà chiến lược quân sự của Việt Nam lo ngại việc xây dựng các đường băng, đặt radar và các căn cứ quân sự khác trên các đảo mà Trung Quốc đang chiếm đóng đã khiến việc phòng thủ của miền Nam Việt Nam và các đảo của Việt Nam ngày càng dễ bị tổn thương. Các nhà phân tích quân sự cho rằng đó là những động thái phòng thủ quan trọng nhất đã được Việt Nam thực hiện trên các điểm đảo mà họ đóng giữ ở Biển Đông trong hàng thập kỷ qua. Các phái viên nước ngoài nói Hà Nội đã muốn có các bệ phóng tên lửa trong vị trí khi họ dự đoán căng thẳng sẽ tăng cao trong vùng biển sau khi Tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết chống lại Trung Quốc trong vụ kiện của Philippines. Các quan chức ngoại giao và các nhà phân tích quân sự tin rằng các bệ phóng là một phần của hệ thống pháo phản lực extra mà gần đây Việt Nam đã mua của Israel. Đạn của hệ thống Ixtra có độ chính xác cao với tầm bắn lên tới 150 cây số. Đầu đạn của nó nặng 150 kg, có thể mang chất nổ mạnh hoặc bom bi để tấn công nhiều mục tiêu cùng một lúc. Hoạt động với máy bay chỉ thị mục tiêu không người lái, hệ thống tên lửa này có thể tấn công cả mục tiêu mặt đất hoặc tàu mặt nước. Điều đó đạt đường băng 3.000m và các cơ sở thiết lập của Trung Quốc trên đá Subi, đá Chữ Thập và đá Vành Khăn nằm trong tầm bắn của các nhóm đảo mà Việt Nam đang đóng giữ ở Trường Sa. Trong khi Việt Nam đã có tên lửa phòng thủ bờ biển lớn hơn và tầm bắn xa hơn do Nga chế tạo, tên lửa X-tra được xem là có khả năng cơ động cao và hiệu quả để chống lại các hoạt động đổ bộ. Nó sử dụng hệ thống radar nhỏ gọn, do đó không yêu cầu một trận địa triển khai lớn. Điều đó thích hợp cho việc triển khai trên các đảo nhỏ và dạng san hô. Simon Westman, một nhà nghiên cứu vũ khí cao cấp tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, cho biết khi Việt Nam đã mua lại hệ thống x đã luôn có ý nghĩ rằng nó sẽ được triển khai trên quần đảo Trường Sa. Nó là một vũ khí hoàn hảo cho điều đó. Trong khi đó, không có dấu hiệu nào từ truyền thông cho thấy các bệ phóng gần đây được bắn thử hoặc di chuyển. Trung Quốc đã chiếm đóng một số vị trí ở Trường Sa sau một trận hải chiến chống lại lực lượng hải quân Việt Nam năm 1988. Sau trận chiến, Việt Nam công bố 64 binh sĩ với khả năng tự vệ nhỏ đã bị thiệt mạng trong khi họ cố gắng bảo vệ lá cờ trên đá gạc ma. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã cải thiện đáng kể khả năng hải quân của mình như một phần của quá trình hiện đại hóa quân sự rộng lớn hơn, bao gồm cả việc mua 6 tàu ngầm kilo tiên tiến từ Nga. Giáo sư Cartier, một chuyên gia về quân sự của Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia, cho biết việc triển khai tên lửa cho thấy mức độ quyết tâm của Việt Nam trong việc ngăn chặn hành động quân sự của Trung Quốc càng xa càng tốt. Ông Thayer nói, đường băng và các căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Trường Sa là một thách thức trực tiếp đến Việt Nam, đặc biệt là ở các vùng biển và bầu trời phía Nam của họ. Và Việt Nam đang cho thấy rằng họ đã và đang chuẩn bị để đối phó với mối đe dọa đó. Trung Quốc thì sẽ không nhìn điều này là thần túy phòng thủ và nó có thể sẽ đánh dấu một giai đoạn mới của hoạt động quân sự hóa quần đảo Trường Sa. Trevor Hollingsby, một cựu chuyên gia phân tích tình báo hải quân ở Bộ Quốc phòng Anh, nói rằng ông tin việc triển khai tên lửa cũng còn một yếu tố chính trị nữa. Nó làm giảm một phần sự sợ hãi được tạo ra bởi viễn cảnh các căn cứ lớn của Trung Quốc nằm sâu trong khu vực hàng hải Đông Nam Á. Ông Hollingsby nói, nó đặt ra một lỗ hổng tiềm năng mà họ đã không có trước đây. Đó là một biến chứng mới đột ngột trong đấu trường mà Trung Quốc đã thống trị. Các bạn thân mến, trên đây chúng tôi đã lược dịch lại bài báo của hãng thông tấn Reuters về việc Việt Nam có thể di chuyển các bệ phóng tên lửa X-tra ra các đảo ở Trường Sa. Thưa các bạn, đây hiện mới chỉ là thông tin do hãng Reuters công bố dựa trên tin tức tình báo. Như trong bài báo Reuters cũng nói đến Bộ ngoại giao Việt Nam nói thông tin này không chính xác, nhưng chính họ lại cũng trích dẫn lời tướng Vịnh nói rằng Việt Nam hoàn toàn có quyền di chuyển bất kỳ vũ khí nào đi đâu, bất kỳ lúc nào trong những vùng lãnh thổ có chủ quyền của mình. Chúng tôi cho rằng việc điều tên lửa X-Tra ra ngoài quần đảo Trường Sa là việc hoàn toàn có thể. Dựa trên tính năng kỹ chiến thuật của loại tên lửa này, ta thậm chí có cơ sở để tin rằng từ lúc cân nhắc mua sắm, nó đã được đặt mục đích là mang ra bố trí ở trường xa, chứ không phải để phòng thủ bờ biển. Có hai lý do để ta có thể nói như vậy. Một là các thông tin như đã được công khai với truyền thông, tên lửa X-tra được biên chế cho lữ đoàn 685 thuộc binh chủng tên lửa pháo bờ biển. Tuy nhiên, loại tên lửa này không phải là tên lửa chống hạm như các lữ đoàn tên lửa bờ biển khác. Đạn của X-tra thực chất là dốc két được dẫn đường chứ không phải tên lửa. Nó thích hợp để tấn công mục tiêu mặt đất với thuốc nổ mạnh hoặc tấn công lực lượng đổ bộ của địch bằng đầu đạn kiểu bom bi. Thứ hai là tầm bắn của Xtra chỉ có 150 cây số. Để chống lại các tàu chiến mặt nước của đối phương, hiện Việt Nam đã có tên lửa chống hạm P35 với tầm bắn 400 cây số và Baston P với tầm bắn 300 cây số. Ở cự ly dưới 200 cây số thì có tên lửa KH35 trên các tàu Zerpat và Monia với tầm bắn 130 cây số. Như thế thì mua thêm Xtra với tầm bắn 150 cây số để chống hạm có vẻ là không cần thiết. Một số tờ báo từng dự đoán x được dùng để đánh quân địch đổ bộ. Điều đó là trong tầm khả năng của hệ thống X-tra. Tuy nhiên, nếu cài đặt hệ thống này trên các căn cứ ven biển để chống quân đổ bộ thì có vẻ lại là thừa, vì trên bờ có thể dùng nhiều trận địa pháo để đánh quân địch đổ bộ, không cần phải dùng đến X-tra. Do vậy, chỉ còn một nơi để hữu dụng với các tên lửa X-tra, đó là quần đảo Trường Sa. Ở đó, các điểm đảo mà Việt Nam đang đóng giữ có khi cách nhau vài hải lý, nhưng cũng có khi cách nhau khá xa đến hàng chục hải lý. Giá trị của việc triển khai X-tra ở Trường Sa, ở trên các nhà báo phương Tây đã phỏng vấn các chuyên gia và họ nói rằng x cha sẽ đặt các căn cứ và đảo nhân tạo của Trung Quốc đang xây dựng trái phép vào trong tầm ngắm. Tuy nhiên, khả năng đó sẽ chỉ xảy ra trong một cuộc chiến bùng nổ. Còn trước mắt theo chúng tôi, nếu Việt Nam có triển khai tên lửa X-tra ra Trường Sa thật thì đầu tiên là nó sẽ giúp ích trong việc chi viện hỏa lực để đánh lực lượng địch nếu chúng bất thần đổ bộ lên chiếm các điểm đảo của ta, hòng tạo sự đã rồi. Theo một số nguồn tin Hiện nay hỏa lực chi viện cho các lực lượng đồn trú của Việt Nam ở Trường Sa mới chỉ có các loại pháo và cối. Trong biên chế pháo binh Việt Nam hiện nay, loại pháo có tầm bắn xa nhất là pháo 130 ly với cự ly bắn khoảng 30 cây số khi chưa sử dụng liều tăng tầm. Còn các pháo 105 ly, 152 ly, 122 ly thì tầm bắn ngắn hơn. Các loại súng cối thì chỉ trong khoảng vài cây số. Do vậy, có thể có các điểm đảo ở tách biệt và vượt ra ngoài tầm hỏa lực chi viện của pháo binh tăng đóng trên các quần đảo. Nhưng với hệ thống Xtra với tầm bắn 150 cây số, được chỉ thị mục tiêu chính xác bằng máy bay không người lái thì mọi điểm đảo mà quân ta đóng giữ ở trường xa sẽ yên tâm có hỏa lực mạnh chi viện khi bị địch đổ bộ tấn công bất ngờ. Mặt khác, trong nhiệm vụ này, Xích còn hiệu quả hơn pháo thông thường ở chỗ vì nó được máy bay không người lái chỉ thị mục tiêu nên có thể tấn công ngay vào các vị trí xuất phát tiến công của địch là các tàu đổ bộ chứ không chỉ bắn sát thương quân địch khi chúng đã đổ bộ. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.